Đức Phật có dạy nghĩa là chúng sanh từ trong vô lượng kiếp đều là quyến thuộc của nhau, đều là cha mẹ vợ chồng anh chị em từ trong vô lượng kiếp, nó không có chạy đâu được hết. Phật dạy đều có rõ ràng, chúng ta đều là quyến thuộc của nhau từ trong kiếp trước cho đến kiếp này mới gặp lại. Ngày hôm nay thầy thấy thầy giảng mà nó không được lợi lạc cho quý vị. Nói về người ấy, người ta không có chú ý, không có lợi lạc. Thôi bữa nay thầy đổi đề tài. Đề tài thầy nói rất rõ nha. Ngày mai thầy hỏi bà không biết nữa thì bà kiểu hôm nay thầy sẽ giảng cái đề tài có bốn loại ngựa. Bốn loại ngựa. Ngày hôm qua là bốn loại người thì không nhớ, thì ngày hôm nay là có bốn loại ngựa. Nào thế thì quý vị yên tĩnh nha. Di Đà Phật trời đã nói vậy con cố nhớ. Rồi cho bà phụ tràng vỗ tay. Nói như vậy chắc là bà cụ đã sám hối và bà cụ đã quyết tâm tinh tấn, ha, nỗ lực tinh tấn. Thì mình cứ biết cái lời hứa đó đi, còn ngày mai chờ xem. Nào thế thì chúng ta đó, tu học chúng ta phải dựa theo lời Phật. Phật dạy thì Phật nói muốn tu cho thành tựu phải có văn, tư, tu. Văn là nghe. Nghe có nhiều hình thức, nghe băng giảng, nghe thầy giảng, đọc sách cũng là một loại nghe. Cái thứ gì tư là suy nghĩ. Thầy giảng như trách chúng, sách nói nhiều khi in sang, phải suy tư cái điều nó nói cái gì. Rồi sau đó hành trì đem cái điều Phật dạy vào trong cuộc sống. Mình phải thực hiện thì mới là người con Phật. Đức Phật ở trong